Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Văn Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Bữa nay mấy bác cháu lên đây bẻ mớ bắp về làm sữa bắp ông bà cô chú ơi. Thì bắp vàng hôm nay nó cũng đã thu hoạch hết trơn rồi. Như là những cái trái mà còn non hoặc là bắp giạc đó là nó không có cân nó chừa lại. Hôm nay là đi lên đây để mà mình hái bắp về để nấu sữa. Làm thử thôi nghe cả nhà coi nó như thế nào. Thì cái phần bắp này hổm gài á, bắp năm cũng tỉa, hôm nay lên cũng được ba lớn rồi nè. Rồi hôm nay thì tỉa mấy cái kia luôn. Cái bắp nãy bỏ ở đâu rồi ta? Rồi mời cả nhà đi bẻ bắp cùng Duyên nha. Giờ mình lựa mấy trái già á bác Năm. Mình lựa cái gâu nào già mình hả bẻ. Trái. Mình nấu sữa bắp này á ông bà cô chú, nếu mà mình bẻ được trái bắp càng già là càng ngon nha. Giống như là bữa nay sẽ nấu thử, nếu mà ngon Duyên sẽ để những cái trái bắp này cho nó già thiệt già rồi mình mới nấu bán cho bà con cùng thưởng thức món ngon với mình. Bắp vàng á thì người ta mua là cân ký, ví dụ như là mấy trái này nè, mình thấy nó còn non nè, hột nó chưa có được vàng nè bà cô chú, cho nên là Duyên không có bẻ. Bây giờ Duyên sẽ đi tiễn những trái nào mà già mình bẻ nha. Bẻ cái trái này coi, phải trái này để làm gì? Dạch ra coi bác Năm, mình hé hơi hơi trái đi được. Nó, cây này nó bị trái này rồi, ta. Để chi? Trái này thì nó cũng đều hột nè. Trái này được nè. Dạ, dạ, dạ. Dày được nè bà cô chú. Này. Nè, trái này cũng nó già là nó vàng nè. Dạ đúng rồi bác Năm. Nè cỡ này là gì là mình nấu bắp. Nhưng mà được già nữa là nó càng tốt nữa. Tại vì lúc mà nó càng già cái chất tinh bột của trái bắp á nó sẽ ngon. Ăn thì bị chặt thôi. Ăn trộm rồi. Bẻ đẹp ra. Bẻ đẹp ra tới. Nè chị. Này còn hơi trắng nè. Cho nó già thiệt già mới được. Dạ này nóng nào ngon nè. Đúng rồi. Trắng để hổm gài á bẫy theo yêu cầu Duyên hoài nấu sữa bắp đi. Ê nói trắng hả, trắng bỏ họng cạp giấu mất tiêu. Kìa bẻ trái khô đó coi. Đâu trái nào? À thì trái hư kìa, bẻ đi. Bị ung thư. Ừ. Để làm chi? Trái bắp này nó bị ung thư. Thôi ăn không có được. Được đi. Kỳ dục. Bỏ vô bẫy. Bẫy có già không? Bẫy bẻ dữ rồi bẫy. Kìa trái đó mình trước kìa bẫy. Đây nè. Kế nè, trái này già không? Thấy nó rụng sâu chứ kìa. Bẻ đi để nó hư. Mình nãy giờ mình đi te cái bẫy lại tới cái rụp liền. Nhưng chút là đàn bao liền. Mấy thằng mình bẻ bóp kiểu này chết rồi cha ơi. Trời ơi. Dân rét, này rét dân liền. Không có biết bẻ bóp. Cái này là còn cũng bộn 12 bắt năm ha. Chết rồi hả? Dạ. Nửa khúc lên tới bắp này là sao bảy? Tại sao nó bị đực mà nó có hai trái? Không có vợ thì nó đực. Cái này là vợ với chồng nè, ta cặp kè với nhau. Đâu giờ có hộp không? Có hộp nè Trần. Ta bóp là có hộp nè. Nó bị bê đê mà cũng có vợ hả? Nè thấy không? Ta có trứng đàng hoàng chứ bộ. Không mình bẻ ít thôi, đủ mình nấu sữa thôi. Rồi vậy ăn rồi. Thôi. Được rồi bé ơi. Ừ trái đó. Ừ quất luôn. Ơi bắp trắng của mình. Ơi bắp trắng của mình bữa nay trái bự nè. Bữa trái nay bành bành không rồi. Ngày mai mình sẽ lên bẻ mình nướng bán. Con mới già rồi. Ừ rồi trái bắp nè. Đừng có già. Râu nó đen vậy là nó được rồi đó. Chê bắp sợ nữa nè. Nhìn cái viền này nè. Nó chuyển sang màu vàng á là nó sẽ là già rồi, chắc ăn đừng dạch gì dạch rồi cái hộp trên đây nó sẽ bị hư. Vậy hả? Đúng rồi, gió vô nó sẽ bị hư. Vậy lỡ hơn bẻ không đi. Dạch thì bẻ. Ai dạch thì bẻ đi, dạch thì bẻ đi. Lỡ rồi mình bẻ nó luôn đi. Mời mình à mình rồi, bẻ. Được rồi bảy ơi. Nhiều đây là mình nấu sữa bắp uống được rồi. Khi nào mà nấu thành công đi, mình lên mình guộng hết về bẻ bán. Mời mình bẻ mình nấu ở mình bà nướng bán đi. Ở khúc ngoài đó già già nhóc mấy luôn. Mấy chị vợi đó đó hả? Này nè. Tỉa bẻ bắp về rồi nè bà cô chú ơi, đó. Nó bẻ được nhiêu đây nè. Cũng quá trời nhiều luôn rồi. Về tới nhà cũng mưa luôn á cả nhà. Trời ơi. Trời này mà uống sữa bắp nóng ha, chứ khỏi cần uống sữa bắp lạnh. Rồi bây giờ sẽ lột ra. Ôi bắp nè. Lột mình bỏ vỏ. Ơi cái này nó còn non, nó không được già.
đủ độ ngọt của bắp á. Dạ. Cái này hơi bẻ ép. Thì hơi bị ép. Mấy trái này của bà Bảy mới bẻ nè. Bà Bảy mới vô mới làm gấp gấp gấp. Tại vì cái này là đúng rồi, nó dạng vậy đó chị, nó mới ngon. Trời ơi, nó dạng nè của Bảy nữa nè chứ không ai hết trơn á. Thôi nó dãy đành đạch lên nữa trời đó. Trơn luôn á, vì nè mà bị sâu có chút xíu trên đầu mà lái nó dạt ra mà con chú để cái ghế nữa thì rồi giờ mình xác ra. Được dài dài gì nè, bắp nó vừa nó có màu vàng đẹp mà nó lại có sữa bắp nhiều nữa. Thôi mình lấy dao này đi, mình xát cho nó lẹ. Thôi nó đâu vơi nữa. Mình vừa xay mà. Tố mà. Mình lấy cái sương tố xay mà. Nước chắc hơi nhiều. Cũng không ăn gì hết. Cũng là đời hàng thật cháu gì vậy. Đây. Ơ cái cùi mình lấy lại. Cùi lấy nấu ngọt. Mình lấy nấu nấu nước ngọt. Tận dụng lại mấy cái này nè, như mình sát nó không ra hết đó bác Năm. Cái mình lấy này mình nấu nước ngọt rồi. Bây giờ không làm không biết. Dao này được bén chắc. Cái này diện sát cho nó sát cùi luôn nha. Được mấy trái màu mà nó đẹp gì nè. Lâu quá mình không nấu lại. Có gì thì cả nhà chỉ giúp mình với nghe. Mấy cái đầu sâu nhìn chắc đỏ. Trời ơi, nhìn trái bắp nào, trái bắp nấy nào đảng hồn không. Ờ, nghĩ hơn năm gì mà lái nó bỏ lại nó chê lại nó thấy trên cái đầu nó bị đầu nó sâu chút xíu vậy thôi. Cái này nó bỏ cái này nó còn nó chê non nó thấy cái đầu á đi bệnh mắt mình hồi ngày hôm qua á sao đem cắt thôi nè nó đỏ tư luôn phải không. Vậy, vậy là bóp này là chưa có tới ngày là chưa lẽ được, tại vì á hồi lúc đó đó là bệnh tỉ á nó lên không có đều. Dạ. Thành ra mấy cái bóp này nè là bứng nó dồn lại thành ra nó trễ ngày. Mấy cái cây bứng á lúc nào nó cũng sao hơn. Ê, nhìn nha, mình mới tỉa bữa nay cái trời mưa thì nha. Cái nắp này nó gần sau quên mẹ rồi. Cái nắp nó bên bên trên. Cái nắp đó đó. Phải. Không phải. Cái đâu vô, cái nắp kia kìa. Không thấy nó đổ. Đây, bắp xác xong rồi. Nhìn trái bắp của mẹ. Rồi gần xíu. Đây, cái này là tắm sữa bắp nha. Về trắng da. Đen quá, đen rồi. Các nhà đen quá, sao cho tắm rồi sữa bắp. Con kìa, mẹ viền nạo sữa luôn, không có cần mờ ra nước luôn rồi không? Cái nhà, nạo lại luôn rồi, ai nhiều lắm tiền đèn, phải không?
có ra cái nhà sữa luôn rồi. Mẹ thì cái trái bắp của mẹ là chỉ còn có cái xác thôi chứ không có còn thịt được miếng gì nữa chơi. Rồi bây giờ Diệp sẽ xay con cún, còn cái phần cún bắp này Diệp sẽ đem đi nấu lấy nước ngọt mấy cái đầu sâu lại cũng được cá thao nè nghe. Xác xong rồi nè ông bà cô chú ơi, bây giờ Diệp sẽ xay đem xay nhuyễn đó nha. Đổ vô. Bên đây cái bọc qua bên đây cái mới chịu rồi nha. Phải đi qua cái đậu cái mới chịu. Lỡ tay mà gớt cái ghia lên đậu từ trên tới dưới là tắm sữa bắp. Dạ được rồi bạn. Thì sẽ cho miếng nước vô để xay. Khác nắp rồi cho nó đỡ văng thôi. Cô không đánh đổi bảy ơi. Không, cái màu sữa này cũng đẹp bằng nha. Đó, xay cho nó nhuyễn, thiệt là nhuyễn. Được mà nó vàng chút xíu nữa là cái màu nó vàng nữa. Cái này là bẻ nó hơi bị ép. Người ta chưa muốn chồng bắt đi lấy à. Thấy vậy? Rồi mình xay xong mình sẽ lượt qua cái gây. Để mình lượt mình lấy cái phần sữa. Nè cho bảy cái giá cái muỗng gì á, bảy cạo cái đít nó mới xuống. Làm coi phải đi lấy cái chút xíu nữa về sẽ lấy cái xác này về xay thêm một lần nữa nghe bà cô chú, lặng mình lấy hết cái phần sữa của nó luôn. Hay quá bảy ơi. Bảy ơi. Đợt cái hồi đó nó xuống sao trời. Thôi giờ lâu quá giờ con cho ra đây đưa bảy tự lượt đi. Ơi cái này mình đưa vô trong cái khăn mỏng mình dắt mau à, phải không? Đúng rồi. Con chó trời. Là lâu hóa câu hay ghê thiệt. Cái này hình như là nó hơi mỏng manh quá. Rồi vậy sẽ tiếp tục xay nữa, xay cho hết bắp luôn. Nhà mình là tài trợ nước rửa chén xanh lai. Bây giờ mình thả cái cùi bắp này vô mà nấu nó lấy cái nước ngọt. Dở cái gỗ, hãy dở cái gỗ lên, đừng có cầm lên. Tạm dụng mà cái cùi cũng không bỏ. Dở nữa. Không có bỏ cái gì hết. Bắp không có bỏ ra cái gì hết. Lấy hết, lấy từ ngọt từ gì? Ngọt từ xương, ngon từ thịt. Ngon từ thịt, ngọt từ xương. Cái cà bắp cũng không có bỏ. Què nó lẻo lưỡi hoài. Còn cái cây cũng cho bò ăn. Cái non cũng bán được. Không, bắp là tận dụng hết luôn á bác Năm. Cũng cho bò ăn được. Cái gót mà chạy ăn chặt bằng thuốc rồi đó chạy. Cái bắp á. Ờ, lúc đó của ông Tư đó. Đây cái phần sữa bắp mà mình dắt ra được nhiêu nè ông bà cô chú ơi. Đó, cái nước sữa rất là kẹo nẹo luôn nha. Bây giờ dì sẽ lượt thêm một lần nữa để cho nó ra hết cái chất sữa luôn. Này cái xác nè, mình lượt ra rồi mình cho nước thêm cái mình nhồi. Mình dắt khi nào nó hết cái nước đục á. Rồi đem đi nấu, cho vô miếng nước. Nè, nó vẫn còn nước đục. Chắc sữa nó vẫn còn. Mình sẽ lượt qua một lượt. Bảy lại tiếp giùm cái bảy. Vâng nha. Bảy thứ bảy là có liền. Tiếp thì sao? Giờ cẩm này nè. Lặng mà
để cầm cái ấy đi. Để dắt nó cái đường. Được chưa? Rồi, ta dịch lên đi, con dắt nè. Nè, nó cái nước đục nó vẫn còn này nha. Đừng bỏ nghe, cái này là tinh tí không đó. Đây cái phần bắp á, đã dắt xong hết rồi nè bà của chú ơi. Trời ơi, chưa có nấu mà thấy nó kẹo gì rồi bảy ơi, rồi nấu rồi cỡ nào nữa bảy. Nó thử là biết liền ha. Bây giờ chị sẽ lượt qua một lần nữa nha bà cô chú, sử dụng cái gai nè. Lượt lại. Thì một chút nữa Diền có sử dụng thêm là cái phần sữa đặc nè, với lại thêm sữa tươi nữa nha bà cô chú. Cái phần sữa Diền lượt xong rồi, Diền sẽ quay ngang lượt cái phần nước bắp nè. Trời ơi, mở ra cái nó thơm bát ngát luôn. Còn cái mùi nó ngọt nhẹ ha, ngọt làm nó sao nó dịu dàng ha, nấu cái nước mà đến nỗi mà nó kẹo luôn nè. Sau này là nó ngọt cực kỳ nè. Hồi nãy là nước lên tới đây nè, mà bao nhiêu khác nè, bao nhiêu cùi nè, mà còn là có nhiêu nước á, biết bao nhiêu tí nó dồn rồi đó đó. Đang kẹo cùi này anh thôi đang giả cạp dính heo ha, cái cùi chú dạy. Hồi nãy giờ bảy hỏi con câu không biết trả lời bảy sao nữa, còn cái cùi này làm sao bây giờ, ngồi nút ha chứ. À, lấy lại mình rồi lúc để dai luôn đem về nhà ăn cặp nè bảy. Đây nè bảy, đây nè bảy. Già cá phải lấy mùi bọ mới được, để thôi không lấy chút cho á ó cao bự đó nha. Hả? Sữa bắp nha, sữa cái này trong mình mà yếu là hay mệt á. Rồi giờ mình chán sơ cái nồi này, rồi mình lấy cái nồi này mình khuấy luôn đi. Sẵn cái lọ nó bị đen á. Mình đồng da sắt cái tay bằng đất. Cái phần nước bắp này gì sẽ cho nó để nguội tí xíu, rồi mình pha loãng chung với thổi hông đây, phải thổi cho thôi khỏi cũng rồi. Mình pha chung với cái phần sữa bắp này nha, rồi mình để lên mình nấu tiếp. Đây cái phần sữa bắp gì sẽ cho vô nồi nha. Ôi ơi, bữa nay nấu một nồi bánh kỳ luôn. Nếu mà nấu bữa nay mà thành công ngon gì sẽ nấu bán nha cả nhà. Có phần nước luộc cùi bắp. Chán làm. Quá ngon. Bây giờ bảy đang nhúng lửa lên nữa để mà Diền đem đi khuấy cái phần sữa này. Ôi, cái màu vàng cũng đẹp quá nè bảy. Nha. Nó già nữa là nó vàng nữa. Bắp này là mình bẻ hơi non đó. Lửa cháy rồi, bây giờ chị sẽ bắt cái nồi lên lặn khuấy. Rồi chị sẽ cho vô đây một muỗng muối. Bắt đầu Diền sẽ khuấy liên tục nha bà cô chú, khuấy cho đến khi cái phần sữa của mình nó sôi lên. Cứ quậy đều gì nè, để cho những cái giống như là những cái phần nếu mà không khuấy thì như cặn nó lóng xuống dưới là nó sẽ bị khét nứt đó. Trời ơi, đây cái phần sữa bắp nãy giờ khuấy nè ông bà cô chú ơi, dắt này ha, nó kẹo nẹo, nó rất là sệt luôn á ông bà cô chú. Múc lên cái bảy, nó rất là kẹo luôn nha, sống sánh luôn, cực đỉnh luôn nha. Và bây giờ chị sẽ cho đường vô,
Thì cái này á, viền làm á, nó cũng không có nhiều lượng, chỉ nghe cái lời nói của con tim mà cho vô thôi. Các bạn nếu có làm thì cũng nghe theo lời nói con tim. Ở đây không có liều lượng gì hết trơn á, sữa đặc thì sẽ cho vô. Sữa tươi. Dạ, sữa tươi thì chừng nào nhắc xuống mới để vô. Trời ơi, cái màu đẹp ghê không Bảy? Cực kỳ luôn, ý là chưa già mà nó còn đẹp vậy đó. Phải nó già nữa nó đẹp về nữa cỡ nào. Là già xấu lại già. Nó giống như càng già càng đẹp. Ngon ghê không? Nó có ngọt thôi. Sữa. Chỉ ngọt theo kiểu của nó thôi. Rồi, sắp sữa thành bánh cốt rồi. Nặng tay lắm. Nặng tay rồi đó. Cái nồi này mà không ngon là không lấy tiền. Hồi giấc này thơm vô sữa, cái độ thơm sữa bắp liền. Bay mùi lên liền. Rồi mình nấu thêm chút xíu nữa. Ngoài xăng thì nó đang chơi nhảy dây ngoài xăng. Có bọt này hết bọt các bạn. Không, đừng hết. Cứ chắc ngọt của người ta sôi lên đi hết. Đừng cho hết cái phải không? Của người ta đi. Phải không? Cái đó là bột bắp không đó. Hương tự nhiên của người ta đó. Hương tự nhiên hả? Thôi mình lọc lên lớp bọt mình lấy hương. Đây cái phần sữa bắp đã chín rồi đó nghe ông bà cô chú ơi. Này nó chín rồi nè. Đó. Trời ơi nó kẹo nẹo luôn. Quá đỉnh. Mà cái màu giấc này nó đẹp thiệt là đẹp luôn. Rồi mình cho lên đây đi. Để dễ ngọt. Dạ. Giấc này ha là nhiễu là nó nặng tay dữ lắm luôn. Nghe nó mịn màng ha. Mịn. Thơm sữa bắp quá. Với vậy sẽ nhắc xuống cho sữa tươi vô. Thôi dạ. Này sữa tươi nè. Mẹ đã thấy ngán rồi. Thằng mẹ nấu cơm sẵn rồi vậy thôi. Có béo vô là phải có cơm. Ý là quậy như vậy nè ông bà cô chú, mà cái phần bột bắp mà nó còn đóng vô cái giá gì nè. Chị sẽ cho 4 bịch sữa tươi này. Chưa bắt bạn bắt dưới đây. Còn 2 tuần. Rồi hôm nay Duyên sẽ cho cả nhà Duyên thưởng thức. Vừa uống nóng vừa uống lạnh luôn nha bà con chú. Rồi lên cha ơi mẹ ơi. Trời ơi gắt nó rất là thơm. Sữa nó rất là kẹo luôn. Này của con. Đây. Uống nóng thử ra. Này uống nóng luôn. Này. Đứa ly nè, đứa ly nóng nè. Con ly này. Là chuyện bả. Con ly này. Cái này nó bị ra nước rồi nè bảy. Chế nước ra. Ngon bà cô chú. Thương bà cô chú. Này ngoài sữa bắp nghe cả nhà mà y gan như là sữa đậu xanh vậy đó. Bác Năm vô đây nè bác Năm. Vô ngồi đi bác Năm. Ngồi đi. Này, là của bác Năm. Ly con đâu mẹ? Ấm ấm ngon hả? Mẹ ly con đâu? Từ từ coi. Phỏng môi. Ngồi bảy ngồi chưa? Ở cả nhà uống sữa bắp. Đủ chưa? Sữa bắp làm nhà. Sữa bắp bữa nay cả nhà dùng thử rồi làm nhà luôn. Ở trên còn số bắp nữa cả nhà, thì sẽ nấu bán nha. Này bảy. Cái này bỏ vô tủ lạnh. Uống đặc đi nóng quá. Lấy đá uống gì ngon. Đưa bạn ly ra. Đủ chưa? Anh uống lại nè, anh uống được. Cha uống sữa lạnh coi sao. Vô mời cả nhà uống vô đi. Vậy, sữa bắp. Vô. Bắt Năm, sao bắt Năm? Bắt Năm nghe uống sữa này ngon hơn nè. Vậy là cái nguyên chất thì lúc nào nó cũng ngon hơn cái pha loãng với nước đá rồi. Ha, ngon hơn. Ngon hơn đá.
Mời cả nhà uống sữa bắp cả nhà ơi. Mời cả nhà uống sữa bắp nha. Để tủ lạnh nướng lạnh lạnh đã. Giờ con nói hết luôn nè. Nói hết luôn. Có sữa nè, béo nè, ngọt là thơm. Bột nè, phẩm lử nữa. Cái này bột là chỉ từ bắp ra thôi. Bột bắp. Ở ngoài này uống với nước đá nó không có ngon, một uống mình chắc. Thấy không? Đá lỏng rồi. Trời ơi trời. Giác này nè, nó nguội lại, nó kẹo nè, nó sệt luôn nè cả nhà. Vậy vậy thể chế thử qua đây nha. Đó, đó, đó. Thấy không? Kẹo nẹo luôn á. Trời ơi. Nguội ra con, nguội nguội luôn. Thử nghe nghe cả nhà. Không. Cái này là phải để vô chai, ướp nước đá uống nó mới ngon. Còn mà uống nước đá mà để vô gì là nó không ngon cả nhà. Cái này mình thử cho biết. Uống à, uống cái bắp chai hơn để già hoặc là cũng lạnh, nó cũng lạnh mà uống cái chai ngon hơn. Chào ngon. Ngon. Cái nào ngon? Cái nào ngon? Cái này ngon. Đứa nào anh cũng biết thưởng thức lắm chứ bộ. Cái này ngon hơn. Một cái ly nhỏ đặc biệt chắc còn nào? Một cái ly nước đá mà chế vô là thành cho ông. Còn sữa rất là nhiều đó, cả nhà mình uống đi. Đó là chị. Trời trời, gà nước, gà nước tranh thủ. Trời ơi. Còn này con. Nè có vô uống nữa đi. Đâu có nước đá cái gì ngon dở gì hết trơn rồi. Rồi mỗi đứa cho ý kiến rồi sao cái món này được không? Mùi vị sao? Béo béo 10 điểm không có nhân. 10 điểm không có nhân. Rồi. Nữa thôi nè, ngãi nữa thôi. Thôi chị nhìn rất thêm. Không có bột. Còn cái ly này nếm này. Không, cái này nó quá kẹo luôn á bác Năm. Có kẹo quá chứ không phải là bột không. Cái này là đổ sánh rất là nhiều luôn. Thay như là mình à, giống như là nó còn nóng á, thì cái độ sệt của nó ít nhưng mà đợi nguội á nó rất là kẹo luôn á. Cái này là mình phải pha thêm sữa hoặc là thêm nước nữa. Hơn nè. Chưa hơn luôn. Cái này mà nếu mà uống mà dặn vô chai á, để tủ lạnh uống rất là nghịch luôn. Quá ngon. Còn miếng này cho là uống như ra ăn cá hơn. Nguyên chất thì nó sệt sệt, cảm giác nó không chịu. Giống màu ngoại. Hôm nay là Diền đi hái mớ bắp về làm cái sữa bắp rất là ngon luôn á ông bà cô chú ơi. Mấy đứa nhỏ đứa nào cũng thích hết trơn á. Thì chừng nữa Diền sẽ lên bẻ một mớ để về nấu đem đi bán cho cả nhà. Với cái liều lượng sữa bắp á thì lúc nào bán thì nó cũng giá phải cao hơn những cái loại nước uống khác á. Tại vì nguyên liệu lúc nào là bắp nè, rồi sữa đặc, rồi sữa tươi nữa. Diền cũng làm nguyên chất, đa phần nguyên chất là nhiều. Thì thôi Diền cũng xin tạm dừng video tại đây nghe. Kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. 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 Bye.